như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Đi chùa lễ Phật, trang điểm son phấn thì có mang tội không ạ? Chúng ta biết là ở trong giới luật của Đức Phật chế định thì đối với người xuất gia thì không được trang điểm phấn sáp hay là bôi ướp hương hoa sông mình. Vì sao vậy như thế? Vì Đức Phật cũng muốn tránh cái thứ nhất là tránh cái tâm tham đắm chấp vào tấm thân của mình cho là thực có, và đồng thời nữa cũng để ngăn ngừa cái lòng cái sự luyến ái từ người khác đem đến cho chúng ta. Còn đối với Phật tử tại gia thì chúng tôi cũng không thấy ở trong luật Đức Phật cấm là Phật tử tại gia đến chùa là không được trang điểm phấn son. Thì trong luật thì tôi không thấy Phật cấm Phật tử tại gia, nhưng mà những người xuất gia thì là Phật cấm. Đấy là rõ ràng rồi. Còn Phật tử tại gia thì tôi chưa đọc thấy ở trong luật. Thì cái này á, tuy có thể là chúng ta thấy là đọc không đọc thấy ở trong luật, nhưng mà đã là Phật tử chúng ta đi chùa rồi thì chúng ta cũng nên gì, cũng không nên trang điểm phấn son loè loẹt làm cái gì. Vậy chúng ta đến chùa là để thành kính lễ Phật, thân cận chư tăng, để học hỏi giáo pháp của Đức Phật, để tu tập ngõ hầu một đời cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Thì còn chúng ta còn chấp vào cái tấm thân mình, còn thích trang điểm, thích bôi son đánh phấn xông ướp hương hoa, bây giờ gọi là xịt nước hoa vân vân đó. Thì làm cái đó thì trong kinh Phật nói là nó chỉ có làm cho tăng trưởng cái tâm chấp ái của mình mà thôi, ái chấp của mình mà thôi, và đồng thời cũng làm gì, làm cho những người họ nhìn thấy mình họ khởi cái tâm gì, cái tâm ái dục. Như vậy đối với đạo xuất thế thì nó đem đến cái sự không thanh tịnh cho người khác, khởi cái tâm là ham muốn, nhận đến có khi là từ cái chỗ đó đôi bên có khi sinh tình cảm với nhau vân vân đó, thì nó cũng thành cái điểm là không tốt, nếu mà đấy là chúng ta cầu đạo xuất thế cơ. Còn Phật tử chúng ta gọi là chỉ đi chùa lễ Phật bình thường thôi ấy, thì tôi nghĩ rằng thì trong luật Phật không cấm thì chúng ta có chót trang điểm một chút rồi, hoặc là để thấy người ta trang điểm thì mình cũng không nên kỳ thị họ, vì họ chưa hiểu Phật pháp. Có khi họ là quy y Tam Bảo rồi nhưng mà chưa được nghe giảng, chưa được hiểu Phật pháp, cho nên họ vẫn còn thích là bôi một chút son phấn để cho nó làm đẹp cơ thân thể chẳng hạn. Thì chúng ta có thấy họ là Phật tử mà làm như vậy thì cũng không nên khởi tâm để chỉ trích họ. Không nên khởi tâm chỉ trích họ. Vì nếu chúng ta chỉ trích họ thì họ lại quay lại chỉ trích chúng ta, hai bên chỉ trích lẫn nhau, thì chúng ta biết là tất cả đều là đệ tử Phật cả. Nếu họ mà chúng nếu mà cái người đó mà là bạn chúng ta thì chúng ta có thể một lúc nào vui vẻ chúng ta góp ý dần dần với các bạn của chúng ta, thôi lần sau mình đi chùa lễ Phật thì cũng không nên trang điểm phấn son là gì, cứ ăn mặc cho kín đáo, sạch sẽ kín đáo gọn gàng là được, cũng không nên ăn mặc một cách là hở hang quá, khiến cho vào cái nơi thanh tịnh, nơi cửa Phật là nó không được tôn nghiêm, thì có thể là lại còn mắc tội thêm. Vì sao mắc tội? Vì chúng ta mà ăn mặc không như lý như pháp, khiến cho người khác động tâm về mình ấy, thì đấy cũng là gì? Đấy cũng là cái nhân làm cho họ đọa lạc, mà họ đọa lạc thì ta cũng rất dễ gì, rất dễ đọa lạc theo họ. Đó. Thì cái này thì các Phật tử chúng ta cũng nên suy xét. Về câu hỏi thứ nhất thì thầy cũng xin chị xin nêu qua như vậy thôi. Các Phật tử có thể đi tham khảo thêm hoặc gặp các bậc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Mo A Di Đà Phật.